uống mà đa số các anh đều ưa thích đúng không ạ? Không chỉ bởi hương vị đặc trưng quyến rũ các anh mà uống bia khi vui còn tạo ra niềm vui, sự phấn khởi và không khí thịnh tùng. Ngày hôm nay Lily sẽ cùng các anh khám phá 3 loại bia ngon và đặc biệt nhất của Vuvuzela nhé. Vừa rồi, loại nào gây hứng thú cho anh nhất? Hãy comment ở dưới và cho Lily biết nhé.